Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Barca và câu lạc bộ Juventus. Đây là trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới của hai đội. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này sẽ được diễn ra trên đất Mỹ. Và theo đánh giá của nhà cái ở trận đấu này thì các cầu thủ Barca sẽ là những người đánh giá cửa trên và sẽ chấp Juve với mức kèo là 0,5. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 0,25 và tăng 0,75. Mức tài xỉu của trận này là ba trái 3,25 và 3,5 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn được link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào cái đường link màu xanh đó. Sau đó bạn ấn vào chữ đăng ký nó là xong. Ngoài ra thì mình cũng up một số video nhận định khác trên kênh Duy Sư số 1. Thì bạn nào rảnh ra nữa các bạn hãy là ghé qua kênh đó để tham khảo thêm về những kèo bóng khác nha. Sắp tới thì các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu trở lại thì mình sẽ up nhiều video nhận định hơn trên kênh Duy Sư số 1. Cho nên là các bạn có thể là tiện thể luôn đăng ký kênh đó nha. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Năm lần gặp nhau gần đây nhất của Barca và Juve thì Barca đang chiếm lợi thế hơn với 3 chiến thắng, một trận hòa và một trận thua trước Juve. Năm trận thi đấu gần nhất của Barca, Barca cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Juve thì Juve thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cửa Barca chấp 0,5 trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực cũng như là chiều sâu đội hình ở hiện tại, Barca cũng đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Juve đôi chút. Thứ hai là thì xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì Barca họ cũng đang khá là vượt trội hơn so với Juve. Với lại trận đấu này thi đấu trên đất Mỹ cho nên là cũng không có đội bóng là điểm tựa trên sân nhà cả. Với lại là ở trận đấu này Barca họ cũng đã có được đội hình cũng khá là mạnh khi mà bổ sung lực lượng rất kịp thời, đó là Lewandowski đến từ Bayern Munich. Ở lượt trận đầu tiên thi đấu giao hữu với Real thì Lewandowski cũng mới chưa thể hiện được gì nhiều. Ở lượt trận này gặp cái đối thủ là Juve và đang có phong độ cũng không mấy thật sự tốt ở thời gian đây, thì đây là cái cơ hội để cho Barca có thêm một chiến thắng nữa ở tour giao đấu hè năm nay, và cũng nhiều khả năng trận đấu này Lewandowski cũng sẽ có bàn thắng. Cho nên là trận đấu này với cái mức kèo chỉ là dưới một trái mà thôi, chỉ cần mà Barca mà có thắng tối thiểu Juve thôi thì chúng ta đã thắng kèo rồi. Cho nên trận đấu này mà nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa Barca chấp 0,5 thì cũng sẽ rất an toàn cho các bạn. Còn mức tài xỉu trận này là 3,25, ba trái và 3,5. Thì mặc dù trận đấu này Juve nhắc cửa dưới, tuy nhiên thì Juve họ cũng là một đội bóng mạnh và có hàng thủ chơi cũng khá là tốt. Mình dự đoán trận này có thể là một lần nữa hai đội gặp nhau sẽ không nhiều thắng ghi như những trận đấu gặp nhau chính thức đâu. Ở trận đấu này kết thúc chính phút sẽ có tỷ số là 2-0 hoặc là 2-1 như vậy cho Barca. Thì mà tin tưởng mình nữa ưu tiên đi cửa xỉu 3,25 trận này. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của Barca do Juve cũng là một đội bóng mạnh thì các bạn ưu tiên đá cửa xỉu không được. Trận đấu này đá xỉu cũng khá là sáng, thật sự thì mình cũng kết cái xỉu hơn là kết của Barca ở mức hiệp một hay mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu 1,25. Thì đó hiệp một có thể là Barca là những người sẽ có và thắng mở số trước, tuy nhiên thì an toàn các bạn nên lựa kèo Barca đồng banh với Juve hiệp một các bạn đá, và các bạn đá xỉu 1,25. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn của Barca và đá xỉu ở hiệp một cũng vậy. Thì cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Còn anh em mà đồng ý với quan điểm này thì mong anh em hãy like và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.